Người đẹp hoa hậu Việt Nam từng xuất ra lên tiếng về nghi án giật chồng. Tháng 9 năm 2018, làng giải trí Việt bất ngờ trước thông tin Nguyễn Thị Hà, người đẹp có mái tóc đẹp nhất hoa hậu Việt Nam 2014, xuống tóc đi tu thì chỉ vọn vẹn gần 4 tháng sau đó, mạng xã hội lại lần nữa dậy sóng trước thông tin người đẹp tái xuất bằng đám cưới với một doanh nhân giàu có. Đáng nói là lễ cưới này lại đang bị nhiều người lên án kèm theo lời tố cáo của bị hại. Hà là người đã từng cạo đầu đi tu, vậy mà chị vài tháng sau lại làm đám cưới với cha của con tôi. Tôi đối với Hà bây giờ chỉ có hai từ xem thường. Đáng nói hơn, trên một số diễn đàn đang xảy ra những cuộc tranh cãi khi cho rằng chồng mới cưới của Nguyễn Thị Hà, từng là người có gia đình và con riêng. Nghi vấn đặt ra là Nguyễn Thị Hà có mối quan hệ thân thiết với người cũ của chồng và cả hai từng hỗ trợ nhau trong quá trình thi hoa hậu. Cụ thể, ngày 19 tháng 12 trên trang Facebook cá nhân có tên Hà Trần đã đăng tải một status với nội dung bóc phốt Nguyễn Thị Hà là người không đơn giản khi từng cào đầu đi tù. Vậy mà bây giờ tóc còn chưa mọc đã đạp lên tình nghĩa chị em để cưới cha của người khác. Chỉ vài giờ sau đăng tải status trên đã có hàng chục ngàn lượt chia sẻ cũng như bình luận trái chiều xoay quanh vụ việc. Trong lúc Nguyễn Thị Hà và chồng chưa cưới lên tiếng thì lại bùng nổ thông tin một người tự nhận là người thân của chú rể tố cáo ngược lại. Hà Trần mới là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ giữa Nguyễn Thị Hà và Đại gia chung. Phóng viên thanh niên đã gặp gỡ người phụ nữ trong cuộc và được hai người phụ nữ chia sẻ câu chuyện gây chú ý mấy ngày qua. Ai mới là người thứ ba? Liên hệ trực tiếp với người tố cáo Nguyễn Thị Hà giật chồng, chị Trần Thị Thu Hà khẳng định Anh ấy nói yêu tôi và chấp nhận mọi điều từ tôi nhưng lại đi nói dối với bạn bè là đi cua hoa hậu nhưng nhắn tin nhầm với cô Hà trang điểm mới dẫn đến chuyện tình chéo nghe này anh ấy xí diện vì yêu người đã qua một đời chồng và có con riêng như tôi nhưng tôi dám tự tin nói rằng tôi và anh Trung quen biết nhau trước lúc đó anh ấy hoàn toàn không biết đến Nguyễn Thị Hà nói về cơ duyên gặp gỡ Nguyễn Thị Hà chị Thu Hà chia sẻ Tôi là người gốc miền Nam nhưng lấy chồng Huế nên sinh ra Huế làm việc. Đến năm 2013, tôi bắt đầu làm công việc trang điểm cho các thí sinh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nên nhìn ai có tố chất thì tôi đều dấn mút giúp đỡ đi thi. Theo lời chị Thu Hà, năm 2014, chị Hà vô tình gặp được Nguyễn Thị Hà tại khoa du lịch Đại học Huế và quyết định giúp đỡ Hà đi thi vì thấy cô ấy có ngoại hình đẹp. Gia đình Hà rất nghèo nên tôi cùng nhà thiết kế Lý Minh Tuấn lo cho cô ấy từ đôi giải đến bộ đồ lót. Hà lúc đó còn là một phiên ngọc thô nên tôi đã thỏa thuận sẽ hỗ trợ cô ấy tất cả. Sau khi đi thi mà đạt giải thì Hà sẽ làm hình ảnh cho tôi trong 2 năm chỉ kể. Trong thời gian đó, chị Thu Hà có quen biết với đại gia Trung qua mạng xã hội. Cả hai trò chuyện như bạn bè chứ chưa yêu trùng hợp ngay thời điểm chỉ thu hà đưa nguyễn thị hà ra phú quốc dự thi hoa hậu ông trung cũng đang đi nghỉ dưỡng tại đó anh trung thấy thông tin tôi đang ở phú quốc thì mời tôi qua cà phê sau cuộc thi thì anh trung mời tôi đi ăn tối có cả bảo như nguyễn thị hà và hà lúc đó đi cùng với bạn trai của cô ấy chỉ nhớ lại cũng theo chị sau một thời gian ngắn thì đại gia trung ngọ lời yêu chị nhưng bị gia đình phản đối vì quá khứ ly dị chồng của chị. Sau đó, chị sinh bé trai, con anh Trung. Chị chia sẻ, tình cảm gia đình tôi vẫn rất khăng khít và đầm ấm như vậy. Nguyễn Thị Hà và bạn trai của cô ấy cũng rất tốt đẹp. Chúng tôi cùng có mời nhau đi ăn, cà phê như chị em trong gia đình. Đùng một cái, tôi nhớ chính xác vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 2017, tôi vô tình phát hiện anh Trung giấu tôi đưa Hà về quê cô ấy ở Quảng Bình ăn lễ, sau đó còn đưa cả gia đình Hà đi chơi Động Phong nhà. Khi Hà đi tu, gia đình tôi rất hạnh phúc. Anh Chung là người rất yêu thương con, một ngày anh gọi cho con đến ba, bốn lần. Anh bay ra Huế và mẹ con tôi cũng liên tục vào Sài Gòn để gặp nhau, đưa cả gia đình đi du lịch cùng tôi tổ chức sinh nhật cho con trai. Tất cả mọi thứ tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc Dù rằng cả hai không có một đám cưới chính thức Chỉ chạy lòng Tuy nhiên, chị Thu Hà tiết lộ Chỉ mới khoảng 2 tuần trở lại đây Thì đại gia Trung đột nhiên biến mất Không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn Và hoàn toàn không hề liên lạc với mẹ con chị Và cuối cùng, chị đã có được câu trả lời Khi đám cưới của người cũ với người đẹp Nguyễn Thị Thu Hà Được truyền thông đưa tin rầm rộ chị nấc nghẹn tôi đau lắm về cái đám cưới thá anh ấy yêu một người khác đằng này anh ấy cưới hà hà là em gái tôi là đứa em tôi thương và giúp đỡ rất nhiều hà còn biết rõ về gia đình và tình cảm của tôi với anh trung hà đã có người yêu thậm chí hà đã trở thành người tu hành vậy cớ gì cô ấy lại cưới cha của con tôi tôi đối với hà bây giờ chỉ có hai từ xem thường người đẹp hoa hậu việt nam lên tiếng Giữa lúc đang hân hoan niềm vui vì sau lễ thành hôn của con, gia đình người đẹp Nguyễn Thị Hà bỗng chóng váng với tin xét đánh đến từ mạng xã hội. Con rể đã có vợ con và con gái thì đi giật chồng người khác. Phóng viên báo thanh niên đã về xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình gặp những người trong cuộc để tìm hiểu. Ấn tượng đầu tiên với người viết đó là Hà rất xinh và nọng nói rất nhẹ nhàng. Hà thẳng thắn trao đổi thân thỉnh, cởi mở và cũng hay cười. Hà là con gái út của vợ chồng ông bà Nguyễn Đăng Ngọ và Nguyễn Thị Mát. Theo thông tin từ Hà và gia đình cô, thì anh Trần Quốc Trung, 37 tuổi, ở phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, gặp Hà vào năm 2014, thời điểm khi cô đang tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam diễn ra tại Phú Quốc. Sau đó, nhiều lần Trung ngỏ ý muốn ra nhà của Hà ở quê chơi, nhưng Hà đều không đồng ý Đến mãi tháng 9 năm 2017, Hà mới chấp nhận đưa chung về Quảng Bình chơi. Sau khi tốt nghiệp Đại học Huế, Hà vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Đột ngột gia đình nhận được tin như xiết đánh ngang tai, Hà xuống tóc đi tu tại Đồng Nai. Khi nó gọi điện ra, nghe cái lời này tôi khóc. Giờ trong làng chắc ai cũng hiểu hết hoàn cảnh gia đình tôi rồi, bà Mát chia sẻ. Sau đó, vợ chồng ông bà bà Mát nhiều lần lặn lội vào miền Nam tìm con và thuyết phục con hoàn tục trở về với gia đình. Lần đầu tiên vào Sài Gòn để tìm con gái, bà Mát và ông Ngọ chỉ biết kết nối với anh Trung. Trung chạy xe đi đón vợ chồng ông Ngọ rồi đưa ông bà xuống Đồng Nai tìm Hà. Từ đó, trong lòng bà Mát cảm mến Trung nhưng không nói ra và để kéo con gái về với cuộc sống đời thường. Ông bà Mát tìm cách xe duyên cho Trung và Hà. Lúc đó, ông bà hoàn toàn không biết Trung đã có con với một người phụ nữ khác. Hà xuất gia giao duyên ở Thiền viện Phước Sơn sau rằm tháng 5 năm 2018. Theo đề nghị của Hà thì gia đình đã lên Ủy ban Nhân dân xã Hoa Thủy làm giấy xác nhận xuất gia cho Hà theo nghiệp tu hành nhưng gia đình chưa giao cho Hà. Khi chúng tôi hỏi Hà có biết những gì người khác nói về mình trên mạng xã hội những ngày qua hay không thì cô trả lời ở ngoài kia Ai nói gì em không để tâm Em chỉ biết mình sống thật với mình và mọi người Tôn trọng sự thật Em có nghe mọi người nói lại Có hai vấn đề cần giải quyết Đó là vì sao em đi tu Và em có giật chồng người khác hay không Và Hà tiếp tục nói Em đi tu là vì lý tưởng của em chọn Một lòng tâm nguyện hoàn toàn trút bỏ mọi thứ Chứ không phải trốn tránh điều gì Còn những thứ khác em không biết Mọi người chưa biết nguyên nhân vì sao em đi tu Hiện tại nhiều người cứ nghĩ rằng khi vào chùa tu tập Thì chắc phải thất tình, bề nở Tất tật mọi thứ trên đời mới bước qua cộng chùa Còn anh Trung, chồng em mới cưới Thì anh ấy đã yêu đơn phương em 4 năm rồi Em cũng quan niệm rằng tình yêu không có lỗi gì cả Khi yêu con người ta hay mất lý trí Những gì chồng em đã làm trước kia Thì đã nói cho gia đình em biết em cũng bảo rằng nếu anh là người đàn ông chân thành tử tế thì hãy sống trọn vẹn trách nhiệm chứ không phải tình yêu hết mà phủi nó đi em chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia đình chính anh trung và gia đình em đã vào chùa đưa em ra nhà em muốn con cái phải ở ngoài đời cưới chồng lên xe hoa này kia gia đình muốn em cưới chồng để không tiếp tục đi tu sau này em nghĩ phận làm con phải làm ba mẹ vui lòng sống phải có trách nhiệm hơn với thấy người đó cũng tốt hà thẳng thắn lên tiếng về chồng con là chuyện của chị đó và anh trung em không xen vào mình theo chân lý cao thượng chứ không vì thế mà làm mất hình ảnh trốn thiền môn điều quan trọng là mình nhìn nhận và nói lúc đúng thời điểm thôi chứ giờ nói thì ai cũng nói được hết em không giật chồng ai là anh ấy đến với em mình không có nên mình vẫn thản nhiên thôi chị ấy là người giúp em trong vấn đề make up em rất quý và trân trọng chị ấy hà chia sẻ trước câu hỏi anh trung quen chị chủ facebook hà trần trước hay em trước hà trả lời cái đó chuyện đời tư em không biết em chỉ biết anh trung gặp em khi thi ở phú quốc khi anh ấy ra huế có gọi em nhưng em không nghe máy khi con anh ấy đầy tháng thì em có về ăn chẵn tháng ông ngỏ chia sẻ thêm Thực tế, Trung trình bày với hai họ là Trung rời gia đình rất sớm vào Sài Gòn sinh sống lập nghiệp. Trong vấn đề tuổi trẻ, tình yêu có những xảy ra ngoài ý muốn, nhưng với người trước thì chưa được sự đồng ý của hai gia đình, chưa có nghi lễ gì. Ngày hôm qua, 19 tháng 12, khi xảy ra chuyện ồn ào trên mạng xã hội, thì tôi có hỏi Trung rồi. Tôi cũng có động viên con để Trung vào Sài Gòn xử lý trong đó.